Nghe nói ở đầu xóm có mấy đứa con nít bị mất tích, không biết sống chết thế nào nữa. Ở ngoài phức tạp, con cứ ở nhà cho nó lành. Cái nhà này mãi mới có mình con là đích tôn. Con mà có chuyện gì chắc vô sống không nổi mất. Dễ lòng, Hạ muốn gì cũng được hết. Đình Long. Long. Bằng tuổi này, người ta đã tay bồng tay bế. Chưa ai như con ấy, cả ngày ngồi xem hoạt hình. Ăn ít thế, sức đâu mà cưới vợ. Tối đói lại xuống lục nồi cho mà xem. Bà nâng bà người, bà chăm nên người.